Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày 14 tháng 6 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng hôm nay có một phiên giảm rất mạnh, giảm tới hơn 50 đô la Mỹ trên một ao về mức 1.820 đô la Mỹ trên một ao. Và đến thời điểm mở cửa ngày hôm nay, có thời điểm giá vàng trên thị trường thế giới đã giảm mạnh xuống 1.807,65 đô la Mỹ trên một ao, và đây cũng là mức giá thấp nhất tính đến thời điểm hiện tại. Mức giá cao nhất tính đến thời điểm này là 1.825,25 đô la Mỹ trên một ao. Thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới phục hồi nhẹ trở lại, tăng hơn 4 đô la Mỹ trên một ao và với tỷ lệ tăng là 0,27%. Giao dịch ở mức 1.824 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ hiện tại quay đầu giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,04% sau khi đã tăng rất mạnh trong phiên giao dịch đêm qua và chính thức vượt qua mức 105 điểm. Hiện tại đang giao dịch quanh ngưỡng 105,156 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin thì tiếp tục suy yếu với tỷ lệ giảm mạnh là 6,24%, thời điểm này chỉ còn giao dịch ở mức 21.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm sau khi tăng mạnh đêm qua thì đến thời điểm hiện tại quay đầu giảm nhẹ và giao dịch ở mức 3,364% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,09%, giao dịch ở mức là 121,105 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng hôm nay lao xuống dốc trong bối cảnh thị trường tin rằng kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ vào rạng sáng ngày 16 tháng 6. Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ quyết định tăng thêm lãi suất cơ bản 0,5 điểm phần trăm sau khi chỉ số giá tiêu dùng CPI hàng năm của Mỹ lên tới 8,6%. Phản ứng với thông tin này, giới đầu tư tài chính đã bán tháo cổ phiếu khiến cho thị trường chứng khoán quốc tế giảm điểm rất mạnh, đặc biệt là tại phố Wall, các chỉ số Dow Jones giảm 876 điểm, S&P 500 giảm 151 điểm, Nasdaq giảm 530 điểm. Nhiều nhà đầu tư chứng khoán đã chuyển dịch vốn vào đồng bạc xanh, tạo đà cho đồng đô la Mỹ tăng giá trên diện rộng, gây sức ép lên giá vàng hôm nay. Do đồng đô la Mỹ tăng giá nên lãi suất trái phiếu Mỹ vọt lên 3,4% trên một năm, mức cao nhất trong vòng 14 năm qua, đã kích thích nhiều người thu gom đồng bạc xanh để mua trái phiếu. Từ đó, đồng đô la Mỹ tăng giá nhiều hơn khiến giá vàng hôm nay chịu thêm áp lực đi xuống. Trước sức ép của đồng đô la Mỹ và trái phiếu Mỹ, có lẽ giới đầu cơ nhận thấy nắm giữ kim loại quý sẽ gặp rủi ro. Thế nên khi mà giá vàng giao dịch ở vùng 1.870 đô la Mỹ trên một ao, họ đã nhanh tay bán ra. Giá vàng hôm nay giảm một mạch 50 đô la Mỹ trên một ao, xuống còn 1.820 đô la Mỹ trên ao vào lúc 6 giờ sáng nay. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Quý vị và các bạn cũng đã biết, kết thúc phiên giao dịch hôm qua ngày 13 tháng 6, giá vàng bột số 9 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau. SJC Hà Nội mua vào 67,75 triệu đồng trên một lượng, bán ra 68,67 triệu đồng trên một lượng. Doji Hà Nội mua vào 67,50 triệu đồng trên một lượng, bán ra 68,40 triệu đồng trên một lượng. SJC Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 67,75 triệu đồng trên lượng, bán ra ở mức 68,65 triệu đồng trên một lượng. Doji Hồ Chí Minh mua vào 67,60 triệu đồng trên một lượng, bán ra ở mức 68,50 triệu đồng trên một lượng. SJC Đà Nẵng mua vào 67,75 triệu đồng trên một lượng, bán ra ở mức 68,67 triệu đồng trên một lượng. Doji Đà Nẵng mua vào 67,50 triệu đồng trên một lượng, bán ra 68,50 triệu đồng trên một lượng. Phần cuối cùng của bản tin, để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất ở hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Thời điểm này, nhìn chung thì giá vàng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì tiếp tục được điều chỉnh giảm quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.750.000, bán ra 6.830.000, giảm 250.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, nhưng giảm 350.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra.
hay là giảm 25.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 35.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên mỗi lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.750.000, bán ra 6.832.000, giảm 25.000 ở chiều mua vào, 35.000 ở chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.740.000, bán ra 6.830.000, giảm 50.000 ở chiều mua vào, 40.000 ở chiều bán ra. PNG Hà Nội mua vào 6.740.000, bán ra 6.830.000, giảm 25.000 ở chiều mua vào, 35.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.690.000, bán ra 6.780.000. Doji Hà Nội mua vào 6.750.000, bán ra 6.840.000. Phú Quý SJC mua vào 6.720.000, bán ra 6.820.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.751.000, bán ra 6.828.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. My Hồng SJC mua vào 6.780.000, bán ra 6.840.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.740.000, bán ra 6.820.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.650.000, bán ra 6.790.000, giảm 100.000 ở chiều mua vào, 60.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.690.000, bán ra 6.780.000, giảm 60.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.755.000, bán ra 6.837.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào, 30.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác, hiện tại giảm trong khoảng 250.000 ở chiều mua vào, 350.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 25.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 35.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 820.000 đồng trên mỗi lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.750.000, bán ra 6.832.000. SJC Huế mua vào 6.747.000, bán ra 6.833.000. SJC Bình Phước mua vào 6.748.000, bán ra 6.832.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi mua vào 6.750.000, bán ra 6.830.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.752.000, bán ra 6.835.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.750.000, bán ra 6.832.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.748.000, bán ra 6.832.000. Cuối cùng là giá nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này giảm khá mạnh trong khoảng từ 187.000 cho đến 450.000 đồng trên mỗi lượng, hay trong khoảng 18.700 cho đến 45.000 đồng trên một chỉ, hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.360.000, bán ra 5.455.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.345.000, bán ra 5.415.000. Hai loại vàng này thì đều giảm 45.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 5.231.4000, bán ra 5.361.4000, giảm 44.500 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.876.7000, bán ra 4.076.7000, giảm 33.700 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 2.972.3000, bán ra 3.172.3000. Vàng 10K mua vào 2.073.3000, bán ra 2.273.3000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.